chương 41, ngươi ở đâu ra? Mộ Cửu bị chọc cười, vừa nghiêng người tránh ngứa vừa ngồi sổng xuống, thả Tiểu Bạch Hổ xuống đất, "Tiểu tử, trước tiên ngươi phải nói cho ta biết, nhà ngươi ở đâu?" Nhưng Tiểu Bạch Hổ lại bám chặt tay nàng, thế nào cũng không chịu xuống đất, Mộ Cửu đành một lần nữa ôm nó vào lòng, vỗ vỗ đầu nó, "Ta sẽ không bỏ lại ngươi đâu. Nói cho ta biết, ta mới đưa ngươi trở lại được." Hai mắt Tiểu Bạch Hổ mờ mịt, hoàn toàn không nói được, hiển nhiên là chưa biết nói chuyện, Lâm Kiến nho nói, "Tiểu nãi hổ này mới sinh, e là chính nó cũng không nhớ rõ nhà mình ở đâu đâu." Mộ Cửu cũng cảm thấy rất có lý, nhưng thế nào cũng phải đưa nó quay về chứ. Bằng không cha mẹ nó sẽ rất sốt ruột, nhớ tới dáng vẻ nằm nhoại trong bụi cỏ ngủ say như chết của nó, cũng không biết đã bao lâu không được ăn ngon ngủ yên rồi. Trước tiên cứ đưa nó về đã, đến khi trời sáng hẳn đi tìm Trần tướng quân hỏi ý, Lâm Kiến Nho đề nghị, Mộ Cửu gật đầu, giờ cũng chỉ có thể làm vậy, đêm đó, Mộ Cửu và Lâm Kiến Nho đi tuần phố, dẫn theo một con tiểu bạch hổ, tiểu bạch hổ tuy không lớn, nhưng chắc là đã được mẹ cung cấp cho đủ dinh dưỡng nên cho dù lang thang bên ngoài vẫn béo mút như một con lợn nó nằm nhoài trong lòng mộ cửu không được bao lâu liền ngủ thiếp đi đến khi mộ cửu mỏi tay muốn đưa nó cho lâm kiến nho ôm nó liền vặn vẹo liên tục liều mạng bò về cánh tay của nàng thật là thiếu cảm giác an toàn không dễ dàng đợi đến hừng đông hai người liền quay về nhà môn tìm trần tướng quân trần anh trần anh chỉ là một tham tướng nho nhỏ nghe nói họ mang về một tiểu bạch hổ cũng không biết phải làm gì nghĩ nghĩ một chút sau đó thích thú dẫn họ đi tìm lưu tuấn lưu tuấn vừa nghe xong chuyện mặt liền chảy dài như cái ống bơm quách mộ cửu rốt cục thì ngươi có yên tĩnh được không ngươi nhìn xem trong toàn bộ cái nha môn này ngươi là người làm hỏng chuyện nhiều nhất nhưng hắn của trách thì của trách câu nói lại chẳng có chút sát khí nào mộ cửu cũng gan lớn nói thêm tiểu nhân chỉ sợ sẽ gây nên phong ba không cần thiết mà thôi dù sao bạch hổ thần tộc cũng không có mấy người dám trêu chọc vạn nhất để lão bạch hổ của họ biết được thiên binh doanh đối với tộc nhân của lão thấy chết mà không cứu hôm sau đến trách tội thì phải làm sao bây giờ nàng nói lời này cũng không sai bạch hổ cũng như bạch trạch và đằng xà đều là chiến thần dưới trướng nữ hoa đắc tội bạch hổ cũng như đập vào mặt nữ qua một cái, hơn nữa lão nhân gia người ta còn là chiến thần đấy, một lời không hợp là có thể hủy đi cả cái nhà của ngươi rồi. Vạn nhất lão nóng giận, đem tận diệt cả thiên binh doanh, ngươi cộng nổi hậu quả này sao? Ngươi còn cãi? Lưu Tuấn trừng nàng nói như vậy mà còn không vung tay đánh nàng, xem ra có tiến bộ, mộ cửu lại càng mạnh bạo, sách tiểu bạch hổ dơ lên trước mặt hắn, ngài xem, nó đáng yêu như thế này, nếu là ngài, hẳn cũng sẽ không thể để nó bị tóm đúng không? Đi đi đi. Khóe miệng của Lưu Tuấn giật giật. Trần mắt xua đuổi nàng mộ cửu cười hì hì vỗ đầu tiểu bạch hổ tiểu bạch hổ thì lại nghiêng đầu nhìn lưu tuấn ánh mắt sáng bừng ngoan ngoãn ôn thuận nằm trong vòng tay của mộ cửu nhìn qua có chút ngốc nghếch đáng yêu lưu tuấn nhìn mà hết cả tức giận chắp tay quay người đi không chịu nhìn nó nữa ra lệnh tìm người đi đâu suốt cung hỏi một chút trần tướng quân phất tay một cái bên cạnh đã có người thưa một tiếng rồi rời đi làm kiến nho đưa ra ý kiến có cần đi mượn càng không kính để tra lai lịch của nó không tra cái gì mà tra còn không mau đi đi Lưu Tuấn trôi chảy ra lệnh, mới sáng sớm đã gây cho hắn nhiều chuyện như thế, tâm tình của hắn không khá hơn chút nào, chờ Lâm Kiến Nho đi ra ngoài, Mộ Cửu liền ông Tiểu Bạch Hổ ngồi xuống băng ghế, nhìn Lưu Tuấn mang vẻ mặt ghét bỏ nhìn Tiểu Bạch Hổ trong lòng nàng, nói, đại nhân dường như rất kiên kỵ con hổ này. Nó rõ ràng mới chỉ là một tiểu bạch hổ mới cai sữa mà thôi, quy lực của người bình thường tính ra cũng còn hơn nó một chút. Ai nói ta kiên kỵ nó? Lưu Tuấn lại trừng, lão tử cái gì cũng không kiên kỵ. Mộ Cửu cười cười, phúc hậu không thèm vạch trần hắn, nàng phát hiện, Tên bệnh thần kinh này không phải lúc nào cũng làm người ta chán ghét, đâu xuất cung ở ngay thượng giới, thời gian đi về cùng lắm cũng chỉ mất một chung trà, Mộ Cửu chuẩn bị rót thêm cho Lưu Tuấn một chén trà, người của Trần Tướng quân đã trở lại, đã hỏi qua Thái Thượng lão quân, lão nói đâu xuất cung không có người nuôi Bạch hổ, trong cung cũng không có người thừa nhận hôm qua đuổi theo muốn bắt tiểu Bạch hổ này. Mộ Cửu thấy cũng không ngoài ý muốn. Thái Thượng lão quân tuy trên danh nghĩa luôn thần phục thiên đế nhưng trên thực tế địa vị còn cao hơn, làm việc đương nhiên sẽ không qua loa. Chuyện đuổi theo Bạch hổ như vậy, đừng nói là không làm, ngay cả làm cũng khó có ai biết được bốn kẻ hôm qua không dám thừa nhận thì càng dễ hiểu, không kẻ nào ngu xuẩn đến mức khai ra chuyện xấu đâu. Đám giặc cướp này. Lưu Tuấn nắm chặt nắm đấm lầm bầm, sau đó nói, có mang càng không kính về không? Thanh. Âm câu lầm bầm của hắn tuy rằng cực thấp, nhưng mộ cửu đứng cách hắn gần nhất vẫn có thể nghe rõ. Mang vào đây. Trần Anh liếc ra bên ngoài, ra lệnh, ngay sau đó, Lâm Kiến Nho cùng mấy vị khác ôm một tấm gương đồng thật to mang đến, chờ họ đặt tấm gương xuống sông, Lưu Tuấn liền đứng dậy, rót vào đó một luồng linh lực để khởi động, sau đó chiếu gương thẳng vào tiểu bạch hổ đang ngồi chầm hổng dưới đất. Rất nhanh sau đó, những hình ảnh chạy ngược từ hiện tại cho đến khi nó còn bé hiện lên trên mặt gương, đầu tiên là cảnh không biết tại sao nó lại xuất hiện trong bụi cỏ đầu đường để rồi bị người ta đuổi bắt, sau đó là cảnh mộ cửu nhặt được nó trong đám cỏ ở Bắc Thiên Môn, sau đó nữa là cảnh nó lăn ra từ một chiếc ngọc liễn, kiệu ngọc, sau đó nữa nữa, hình ảnh liền biến mất, kỳ quái, tại sao không thấy cảnh nó được sinh ra? Mộ cửu kinh ngạc thốt lên, nàng nhớ Lưu Dương đã nói, tác dụng lớn nhất của càng không kính chính là có thể soi chiếu được cuộc đời của tất cả những người phạm là đang có mặt trên thiên đình. Nếu ra khỏi thiên đình, mặc dù hiệu quả sẽ giảm đi nhưng vẫn có thể soi ra phần lớn lai lịch của người mình muốn. Có thể những sự kiện nhỏ nhặt sẽ không soi ra được, nhưng thuộc về núi nào sông nào, những thông tin cơ bản thế này vẫn có thể biết, Lưu Tuấn hiển nhiên cũng thấy kỳ quái, hắn cau mày, lần thứ hai luân chuyển linh lực, hình ảnh lại hiện lên, nhưng vẫn cứ đứt đoạn khi đến cảnh tiểu bạch hổ lăn xuống khỏi ngọc liễn thật giống như nó tự nhiên xuất hiện trong thiên địa này vậy đang yên lặng suy nghĩ lưu tuấn đột nhiên đem gương chuyển sang chiếu mộ cửu mộ cửu cũng không ngờ rằng hắn sẽ làm như vậy sợ hãi vô cùng tuy biết hắn chỉ đang thử kính nhưng vẫn theo bản năng tránh đi lưu tuấn đúng lúc thu hồi linh lực vẻ mặt ghét bỏ bình luận hóa ra là một nha đầu quê mùa mộ cửu ló đầu sang nhìn hóa ra lai lịch của nàng đều hiện lên đầy đủ cả chỉ thấy trong hình là một tiểu cô nương giống nàng hiện tại y như đúc đang mặc một thân quần áo rách nát cắt lúa trong ruộng nhìn thấy một lão nhân xanh sao vàng vọt đi qua nàng liền chia cho lão nhân đó một nửa số lúa mới cắt được nàng thở ra một hơi còn tưởng rằng lần này sẽ bị bại lộ may mà công lực của lưu dương thâm hậu không khiến thân thế giả này của nàng bị người khác phát hiện ra xem ra tấm gương này không có nhiều tác dụng đối với thần tộc lưu tuấn nhíu mày nói không ra được vậy có thể làm gì mộ cửu cũng khá sầu lo ngồi xổm xuống xoa đầu tiểu bạch hổ chương 42, phát hiện bất ngờ tiểu bạch hổ dường như cũng nghe hiểu nghiêng cổ cọ cọ vào chân nàng ngồi xổm dưới đất kêu lên vài tiếng thoạt nhìn khiến người ta cảm thấy chua xót Ngọc liễn này là của ai? Lâm Kiến Nho bỗng nhiên lên tiếng. Của Hằng Nga. Trần Anh nghe hắn hỏi câu này, lập tức lên tinh thần, chỉ có ngọc liễn của Hằng Nga mới có thể được theo ký hiệu của quản hàng cung. Mộ Cửu cũng đứng lên. Đúng vậy, tiểu bạch hổ chính là rơi từ ngọc liễn ra, nếu đó là ngọc liễn của Hằng Nga, không chừng Hằng Nga sẽ biết được lai lịch của nó. Trần Anh, ngươi đi quản hàng cung hỏi qua một chút. Lưu Tuấn phân phó, Trần Anh tức khắc ra khỏi cửa, nhưng người bên trong nha môn cũng không ung dung hơn chút nào, dù sao Tiểu Bạch Hổ cũng là lăn từ trên ngọc liễn xuống, nếu là hàng Nga mang nó đi, bị mất lâu như vậy, người của quản hàng cung tất nhiên sẽ phải đi tìm khắp nơi, trong khi chờ tin tức, mộ cửu liền tiến đến, tò mò nhìn xung quanh càng không kính, cái gương đồng này không khác cái gương đồng nàng thường hay dùng để soi là bao nhiêu, dày một chỉ, một mặt để soi, một mặt khắc hoa văn chim thú phiền phức ngoại trừ trên đỉnh có đúc hai cái tai, xem ra cũng không có gì khác biệt so với những cái gương đồng khác, mộ cửu thừa dịp Lưu Tuấn không chú ý, đưa tay nặng nặng lỗ tai của nó. Gương đồng lập tức tức giận, mặc dù không có ngũ quan, nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được rằng nó đang tức giận, mộ cửu mau chóng vuốt nó hai lần, nhưng đang vỗ vỗ về về, nàng lại dừng lại, ồ, một tiếng rồi quay đầu nói với Lưu Tuấn, nếu càng không kính này không chiếu ra được lai lịch của thần tộc thượng cổ, vậy kẻ ghế thanh xà tinh lần trước chẳng phải sẽ có lai lịch rất lớn sao, hẳn phải là thần thú, hoặc là tiên nhân tu vi cực cao. Lưu Tuấn vốn đang đọc công văn, nghe nàng nói vậy liền cau mày, ngẩng đầu lên nhìn, sự phát hiện này khiến chính mộ cửu cũng cảm thấy khiếp sợ, thanh xà tinh chết trên thiên đình, mà pháp khí thất lạc của yêu tộc cũng đều là pháp bảo chính đạo, nếu người này không phải người trong tiên đạo, nếu không phải tiên nhân có tu vi cực cao thì có thể là ai? Người có pháp lực như vậy trên tiên giới không hề nhiều, nếu đúng là người đó có địa vị cao như vậy, chuyện này liền trở nên nghiêm trọng rồi. Nói bậy. Sắc mặt Lưu Tuấn lúc sáng lúc tối, hắn liếc nàng một cái, sau đó cúi đầu, ngươi có vẻ thật sự rảnh rỗi, lão tử rất muốn điều ngươi đi quét đường. Mộ cửu ngẹn lời, chuyện này sao có thể là nói bậy, rõ ràng là có gì đó không đúng ở đây, nàng nghi ngờ quan sát phản ứng của Lưu Tuấn, thật không giống hắn chút nào, ngày thường, phàm là ai có chút không tuân theo quy của hắn liền đổi trận lôi đình, tại sao bây giờ hắn lại thế này, không phải hắn đã sớm tìm ra hung thủ, vì thế mới phải lựa chọn biết điều kết án. Vì hung thủ có lai lịch lớn không chọc vào được, vì thế liền lựa chọn bo bo giữ mình, quá là không có nguyên tắc rồi. Vụ này ngươi cũng không cần hỏi. Khi nàng đang vùi đầu oán thầm, Lưu Tuấn bỗng nhiên lại nói thêm một câu nữa. Tại sao? Mộ cửu hỏi, lần trước nói nàng đừng nhúng tay, lần này nói nàng không cần hỏi, nghĩ lão nương không biết âm mưu của ngươi sao, Lưu Tuấn vẫn chưa trả lời, lúc này Trần Anh đã trở về từ quảng hàng cung, hàng Nga tiên chủ cũng nói, nàng chưa từng thấy qua tiểu bạch hổ, hơn nữa, lần trước khi đến thiên đình, nàng không rẽ vào đâu cả, trực tiếp đi thẳng một đường từ cung, không biết tại sao tiểu bạch hổ lại xuất hiện trong lĩnh. Sự chú ý của mộ cửu được kéo trở về, nếu hàng Nga cũng không biết, vậy phải làm sao với tiểu bạch hổ bây giờ, một phòng toàn người đều nhìn tiểu bạch hổ với ánh mắt buồn rầu, đem nó bỏ ra đầu đường sao? thật không nhân đạo nhưng nếu nuôi nó ô ô ô ô tiểu bạch hồ dường như cũng nhận ra mình đang lần thứ hai phải đối mặt với quẫn cảnh không có nhà để về nó dịch đến bên chân mộ cửu nằm bẹp xuống dưới chân nàng mộ cửu khẽ vuốt đầu nó lại nhìn một chút bộ lông bẩn thỉu của nó không biết làm thế nào mới tốt thiên binh doanh không phải đang nuôi mấy con tọa kỵ cho các tướng quân cưỡi sao trước tiên cứ đem nó đến đó nuôi đi các ngươi đi viết vài tờ thông cáo gửi tới các giới hỏi nhà ai mất hổ con thì đến đây nhận lại lưu tuấn cuối cùng cũng vung tay lên an bài như vậy tiểu bạch hổ này làm trễ nải thời gian một buổi sáng của hắn hắn không muốn lãng phí tinh lực nữa rồi các thiên binh đều lĩnh mệnh tiến đến định ông tiểu bạch hổ đi vậy mà tiểu bạch hổ lại gầm gừ một tiếng chân trước kề sát xuống đất cái mông vẫn cao lên trời hai tròng mắt hẹp lại quả là có chút uy phong của hổ người bình thường thấy vậy cũng không dám cố ý tiến lên các thiên binh dồn dập lui về phía sau lưu tuấn ra hiệu trần anh tiến lên trần anh vừa bước về phía trước một bước tiểu bạch hổ liền ngoài mạnh trong yếu hướng hắn nhào tới đương nhiên một cái cào của nó cũng không chân chính có lực sát thương gì nhưng hổ thì vẫn là hổ vẫn là tộc nhân của chiến thần nổi danh vì thế trần anh cũng lùi lại mọi người đều không biết làm gì nó đây là không chịu đi nó không chịu đi thì phải làm sao ô ô ô ô thấy không ai dám tiến lên nữa tiểu bạch hổ mới đầy oan ức đi vòng vào dưới chân mộ cửu đưa hai chân trước béo múc ra ông chặt lấy chân nàng cuốn trên đó như một món trang sức nằm im thiên thích không thèm động đậy lưu tuấn nhìn nửa ngày quách mộ cửu quả nhiên là kẻ hay gây chuyện hắn trừng nàng nói vậy thì ngươi đem nó về nuôi tiểu bạch hổ vui vẻ nhào lên trên đùi mộ cửu nhưng mộ cửu vô cùng buồn bực gian nhà của nàng chỉ lớn đến như thế thôi nàng đã phải nuôi thêm một con thỏ và một tên thần tiên bây giờ còn muốn có thêm một con hổ nơi đó của nàng đã biến thành trạm thu nhận dân chạy nạn hay sao nhưng còn chưa kịp mở miệng tiểu bạch hổ đã dùng đôi mắt long lanh nhìn nàng bộ dạng như thế sẽ khóc bò lên nếu nàng từ chối vì thế nàng liền chối không nổi tính toán một chút nuôi thì nuôi vậy tọa kỵ trong thiên binh doanh đều là mãnh thú trưởng thành sống cũng đám lão gia đó nó chắc chắn sẽ không hòa hợp được vạn nhất đến lúc tranh giành cơ hội nó lại không tranh nổi như vậy không phải là hại nó rồi sao chỉ cần khi nó ngủ không chiếm giường chen chen chút chút, chút là được rồi vì thế mộ cửu liền nhận mệnh dẫn tiểu bạch hổ đi về chu tước quán dọc đường về tiểu bạch hổ nhảy nhót tưng bừng khắp nơi ngửi đây ngửi đó đôi móng vuốt mập mạp vồ tới vồ lui một con tiểu hổ hủng hổ như thế không biết một ngày ăn bao nhiêu mới đủ có điều lưu tuấn đã đáp ứng chuyện thức ăn của nó sẽ do thiên binh doanh bỏ ra nàng chỉ cần đi lĩnh đúng giờ là được không cần đặc biệt lo lắng lâm kiến nho cũng rất yêu thích nó nhưng nó không cho hắn ông chuyện này cũng chẳng làm khác được xem ra nó khá là yêu thích ngươi hắn ông tay trước ngực lắc đầu cười khẽ chương 43, đối phó với ai đó mộ cửu cười ha ha ra hiệu cho tiểu bạch hổ cáo biệt với hắn đến tử linh quyển, tiểu bạch hồ không biết nhà còn đang nhảy nhóc lung tung về phía trước mộ cửu vội vàng ngăn nó lại chỉ vào nhà nàng nơi này tiểu bạch hổ liếc nhìn bản hiệu trên cửa quăng quăng cái đuôi vẫn mông lên nhảy vào cửa mộ tiểu tinh đang đứng trong hành lang chuẩn bị cơm tối lơ đã ngẩn đầu lên nhìn thấy ở cửa vào có một con hổ lập tức kêu gào thảm thiết ông đầu chạy bán sóng bán chết con bà nó đầu năm nay đến xào đồ ăn cũng gặp nguy hiểm con hổ kia là ở đâu ra mộ cửu không chú ý đến nơi này đảo mắt một cái mộ tiểu tinh đã nhảy vào nhà biến mất không thấy bóng dáng mộ cửu đang đứng ngoài cửa nghe được tiếng thét chói tay liền lập tức vọt vào bận đi tìm người thân cho tiểu bạch hổ nàng đúng là đã quên rằng mộ tiểu tinh là một con thỏ đừng hoảng hốt là ta nhặt về nàng ngồi xuống sờ đầu tiểu bạch hổ động viên mộ tiểu tinh đang nấp sau cửa kêu gào tiểu bạch hổ sững sờ nhìn một đám hạt đậu dưới mặt đất không biết đây là cái gì tò mò dùng móng vuốt khều một cái lại nghiêng đầu nhìn nhìn mộ tiểu tinh một chút đột nhiên nó cong người lên chân trước nằm rạp trên mặt đấy cái mông nhẫm lên trừng mộ tiểu tinh gầm gừ vài tiếng mộ tiểu tinh suýt nữa thì ngất xỉu tại sao phải nhặt một con hổ trở về nó run run chỉ vào tiểu bạch hổ biết rõ nó là một con thỏ mà còn mang về một con hổ là biểu hiện gần đây của nó không tốt sao nấu ăn không ngon sao Pha trà không đủ thơm sao? Đun nước tắm không đủ ấm sao? Chọn quần áo không đủ đẹp sao? Kiếm một công việc người thối tha về là đủ rồi, tại sao còn phải mang thêm một con hổ về để dằn vặt nó nữa? Nó bị lạc mất, không tìm được nhà, tạm thời phải sống ở đây cùng chúng ta. Mộ cửu giải thích, nói xong lại đưa tay vỗ mông tiểu bạch hổ, ngoan, đây là tiểu tinh, không cho ngươi dọa nàng, sau này các ngươi phải cố gắng ở chung. Tiểu bạch hổ ô ô hai tiếng, đem thân thể thu hồi lại, liếm liếm tay nàng, nằm vật xuống đất, mộ cửu khen ngợi vuốt vuốt lông nó, sau đó kéo nó dậy mang vào nhà nó chỉ là một tiểu hổ răng còn chưa mọc hết không thể gây ra thương tổn gì với mộ tiểu tinh đã tu thành hình người được nhưng xem ra tiểu tử này tuy còn nhỏ nhưng vì là tộc nhân của gia tộc chiến thần bất phạm nên thiên phú mạnh mẽ nó có thể dễ dàng nhìn ra bản thể của tiểu tinh thật là chuyện khiến người ta vừa mừng vừa sợ mộ tiểu tinh vẫn trốn sau cửa một tay cầm xẻng cơm liều mạng trừng mắt nhìn tiểu bạch hổ lục áp vốn vẫn đang ngồi trong kết giới của hắn đối với cử động kỳ quái của mộ tiểu tinh cũng không để trong lòng ngược lại hắn còn rất thích nhìn nó sợ hãi đấy thấy mộ cửu đã về lúc này hắn mới thu hồi sự chú ý lại nhìn thấy tiểu bạch hổ chỉ dài tầm hai thước đang quấn lấy chân nàng liền xuống giường bước ra phòng chính ở đâu ra hắn chỉ vào tiểu bạch hổ hỏi đầu tròn tai to mắt mở thao láo nhưng thiên cốt không tệ mộ cửu đang muốn nói nguyên do bỗng tiểu bạch hổ vốn hiền lành nhìn thấy hắn liền lùi lại mấy bước sau đó trong nháy mắt quỳ sụp xuống chân lục áp tư thế cực kỳ thuần phục loại thuần phục này không giống khi nó lấy lòng mộ cửu đầu cũng không dám ngẩng lên chính xác là tư thái thần phục thì đúng hơn giống như quân sĩ gặp phải chủ soái thần tử gặp phải đế vương kỳ quái hình như nó có chút sợ ngươi Mộ Cửu Kỳ là ngồi sống xuống, tò mò nhìn chằm chằm Tiểu Bạch Hổ. Tiểu Bạch Hổ len lén liếc trộm lên một cái, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu, điều này khiến nàng không khỏi nhìn về phía Lục Áp, chỉ thấy hắn hơi nhíu mày, không hề xấu xa, cũng không hề hung tàn, tại sao lại hù được Tiểu Bạch Hổ, nhưng Lục Áp lại hiểu, tiểu hổ này hẳn đã cảm nhận được uy thế ẩn giấu của hắn, không thể làm gì khác hơn là cũng ngồi sống xuống, vỗ vỗ đầu nó, đứng lên đi. Tiểu Bạch Hổ quả nhiên ngoan ngoãn đứng dậy, lấy lòng ngẩng đầu lên nhìn hắn, vẫy vẫy cái đuôi. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? mộ tiểu tinh không nhịn được nữa nắm xẻng cơm xong lại mộ cửu rót một chén trà đem ngọn nguồn nói rõ cũng không biết tại sao nó lại xuất hiện ở thiên đình lần này là người của đâu xuất cung lần tới không biết kẻ nào sẽ đuổi bắt nó không cần chúng ta cung cấp đồ ăn chỉ cần làm một cái ổ cho nó là được nàng nói với mộ tiểu tinh nó rất nghe lời tuổi lại nhỏ ngươi chỉ cần đi lấy cho nó một ngày ba bữa cơm không để nó chạy mất là được trên đỉnh đầu mộ tiểu tinh bắn lên mười ngàn câu chửi bậy nó nghe lời ngươi nhưng không có nghĩa là nó sẽ nghe lời ta có được không để một con thỏ nuôi một con hổ sẽ có chuyện gì xảy ra không sợ ngày nào đó con hổ này chưa ăn no đem con thỏ là nó nhét vào kẻ răng hay sao nhưng đây là mộ cửu nó nào có thể từ chối trừng con hổ kia một chút mộ tiểu tinh đành nhận mệnh lần sau không cho phép ngươi mang thêm thứ gì về nhà nữa nếu không ta sẽ lên ngủ trên nóc hà nó trừng mắt bỏ lại một câu thình thịch chạy đi xào rau tiếp biết rồi mộ cửu nhếch môi cười cười ông tiểu bạch hổ đặt lên bàn vui vẻ vô cùng nên đặt cho ngươi một cái tên gọi ngươi là gì bây giờ nàng lẩm bẩm lục áp gãi gãi cổ nó một chút sau đó nhấc nó lên nhìn nhìn mấy cái là con đực lấy cái tên nào uy vũ một chút hay gọi nó là thái sơn thạch cảm dương cũng được uy vũ hùng tráng người nghe sẽ sinh ra sự sợ hãi mộ cửu lường hắn một cái nó là hổ chứ không phải là núi đâu lại nhìn chằm chằm vào mắt tiểu bạch hổ nàng nói ánh mắt của nó rất có thần nhìn thật giống mã não màu lông cũng đẹp nếu tắm rửa sạch sẽ hẳn còn có thể phát sáng lão tổ tông của nó là chiến thần thượng cổ gia thế tốt gọi nó a phục là được rồi lục áp đang ăn nho nghe vậy phục một tiếng a à phục sao nghe giống tên chó vậy chữ phục trong phục khi mộ cửu khinh thường nhìn hắn không có văn hóa thật đáng sợ còn có thể đọc hiểu hồng lâu mộng cơ đấy a à phục thế thì còn tạm được vẻ mặt của lục áp bình thường trở lại có điều Phục Hy là ca ca của nữ hoa, để đời sau của thần thú của sư tỷ lấy cái tên này, không biết nữ hoa có đánh hắn không, lục áp nhíu mày nửa ngày mới ăn nốt quả nho đang cắn dở, trong nhà có thêm thành viên mới, đương nhiên liền trở nên náo loạn hơn nhiều, mộ tiểu tinh nấu hai cái móng bò cho bữa tối, chặt thành mấy đoạn dài hai tấc, xếp gọn trên cái để đặt trên bàn ăn. Hôm nay không kịp đi lấy đồ ăn, chỉ có thể cho con hổ ngu ngốc kia ăn cái này. A à Phục đầu tiên ngửi một cái, sau đó chờ lục áp và mộ cửu động đủ mới vùi đầu gặm phần của mình. Cho dù là một con hổ cũng đã được giáo dục rất tốt đó nha, một nhà bốn người ngồi thành một bàn, ngoài mộ tiểu tinh trong vị trí cách xa A Phục nhất ra, còn lại vẫn vô cùng hài hòa vui vẻ, chương 44. Sau bữa cơm chiều, mộ cửu bắt A Phục nằm bên cạnh giếng tắm rửa, tắm ra cả một chậu bùn đen, đổi nước tắm thêm một lần nữa, tiếng rít gào của Dương Vận liền vang lên. Ai cho ngươi rửa đáy bên cạnh giếng? Đây là xuất sinh từ đâu tới? A Phục nghe có người gào thét, cái đầu đang chôn trong nước phút chốc ngẩng lên lắc lắc khiến cho bọt nước bắn tung tóe sau khi thấy rõ dương vận đang nói không ngừng liền lập tức dựng hết lông lên gầm gừ hai tiếng chuẩn bị cả người mang theo một đống xà phòng nhào tới bộ mặt tức giận của dương vận còn chưa kịp thu lại đã phải rít gào chạy biến mộ cửu nhìn theo bóng lưng của nàng ta mới nhớ hôm qua nàng ta bị gọi đến chỗ tổng quản sự nhanh vậy mà đã trở lại xem ra đúng như nàng biết dương gia vẫn là có nhiều quan hệ với thiên binh doanh như vậy dư tiểu liên đang nghĩ đến nàng ta, một bóng người liền xuất hiện ngoài cửa, vậy mà lại đúng là nàng ta, Dư Tiểu Liên đứng ở cửa viện nhìn A Phục đang dương nanh múa vút một lát, muốn nói cái gì đó nhưng lại nói không ra, căng thẳng trừng mắt quay sang nhìn Mộ Cửu, Mộ Cửu nói, "A Phục, quay về đây." A Phục ngay lập tức lắc cái mông béo mập vui vẻ chạy về, tự giác nhảy vào trong chậu nước, tùy ý để Mộ Cửu cọ lông, Dư Tiểu Liên nuốt nước miếng, lúc này mới tựa vào vách tường đi về phòng, Mộ Cửu gãi cầm A Phục, "A Phục, ngươi phải giữ nhà cho tỷ tỷ nha." Ô ô a phục liếm liếm tay nàng cửa viện bị đẩy ra lại một người nữa xuất hiện doãn tuyết như nhìn thấy a phục trong chậu tắm cũng ngớ người ra nhưng rất nhanh đã bình tĩnh tiến về phía trước đi được nửa đường nàng ta bỗng nhiên xoay người lại cúi đầu nhìn a phục đây chính là con bạch hổ các ngươi nhặt được trên đường ánh mắt của nàng ta tuy là đang nhìn a phục nhưng lời nói lại dành cho mộ cửu hiếm thấy nàng ta chủ động mở miệng nói chuyện mộ cửu vội trả lời phải nó tên là a phục lông mày của doãn tuyết như khẽ nhíu lại chậm rãi đến gần a phục lập tức căng người mộ cửu thấy vậy liền vuốt vuốt lưng an ủi nó doãn tuyết như nói đúng là rất uy mãnh mộ cửu hỏi nàng ta tại sao ngươi biết ta nhặt được bạch hổ doãn tuyết như ngồi xuống đánh giá a phục vẫn lạnh như băng tuần sát ti phát thông cáo đến các vệ ti mộ Cửu Bưng tỉnh gật đầu, Lưu Tuấn có nói qua chuyện này, có điều nàng không nghĩ động tác của hắn lại nhanh như vậy, Doãn Tuyết như ngồi lại một chút rồi rời đi, Mộ Cửu tắm rửa sạch sẽ cho A Phục, hồng khô lông cho nó, bộ lông trắng muốt xù lên, nhìn càng thêm đáng yêu vô cùng, Mộ Tiểu Tinh tuy rằng bực tức không ngừng nhưng vẫn lấy một cái rổ trúc lớn, trải đệm lên, làm cho A Phục một cái ổ vô cùng thoải mái ấm áp, buổi sáng chạy đi lĩnh đồ ăn cho nó, sau đó lại đổ ra bát cho nó ăn, nhưng A Phục hiển nhiên vẫn nhìn ra Mộ Tiểu Tinh là một con thỏ, thường thường đều nhìn nó chầm chầm có lúc nó đang ngồi sổng nhặt rau quay người lại liền bị cái mặt to đụng của con hổ dọa sợ đến ngã ngồi trên mặt đất vì thế mỗi lần ra ngoài nó đều phải tiện tay mang theo cái xẻng cơm đối với mộ tiểu tinh mà nói những ngày này trôi qua quả thực vô cùng ngàn cân treo sợi tóc có điều có con hổ này giữ nhà nó ra ngoài vẫn là yên tâm hơn nhiều trên thực tế chỉ cần cho a phục ăn no nó sẽ hiện như một con mèo nhỏ suốt ngày nằm ngửa bụng ngoài sân sưởi nắng như vậy, ít nhất mộ tiểu tinh không cần lo nghĩ về việc có ai đó không thích hợp xuất hiện trong nhà, rồi còn phải chạy nhanh về yểm trợ. Dương Vận và Dư Tiểu Liên vẫn luôn nhìn về phía nhà của mộ cửu, nhưng bởi vì có một con hổ đang nằm nên tạm thời cũng không có gan gây chuyện. Còn Doãn Tuyết như, mỗi lần nàng ta tình cờ nhìn thấy mộ cửu đều sẽ chào một câu, có điều chỉ là một câu mà thôi, vì thông thường, nói xong nàng ta sẽ đẩy cửa đi vào nhà nhưng điều đó cũng cho mộ cửu một sự cổ vũ lớn lao xem ra trong tiểu viện này không phải ai cũng coi nàng là cái đinh trong mắt tuy rằng doãn tuyết như vẫn luôn lạnh lùng nhưng chỉ cần nàng ta không coi nàng là kẻ địch là tốt rồi bầu không khí trong tử linh uyển thoáng có điểm biến đổi thế nhưng tuy hai phía tây nam phong cảnh tuyệt đẹp hai phía đông bắc lại không như vậy dương vận bởi vì ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo tuy không bị lộ chuyện xấu nhưng vẫn phải chịu khổ nên cơn giận trong lòng làm sao cũng không thể nuốt trôi quan hệ giữa nàng ta và dư tiểu liên đã trở nên bất hòa mặc dù cuối cùng cũng chứng minh được dư tiểu liên không có mặt ở tiểu viện trong thời gian đó nhưng rốt cục là người nào hạ độc ai biết được chuyện nàng ta có lông cốt thảo mang theo nghi vấn này trong lòng ánh mắt nhìn mấy người trong viện của nàng ta lúc nào cũng giống như chó nhìn xương vậy hơn nữa hiện tại nàng ta cũng không có dự định nối lại tình xưa với dư tiểu liên dư tiểu liên hiển nhiên cũng không có ý này hàng ngày đối mặt với nàng ta đều coi nàng ta như không khí nhưng không sao cả nàng ta nhất định sẽ tìm ra ai là người làm hại nàng ta chắc chắn không ai đoán được trong lòng nàng ta đang suy nghĩ gì mộ cửu bây giờ vô cùng vô cùng muốn được rời khỏi hoàn cảnh này thế nhưng trường diễn tinh quân nói không ai muốn đổi nhà với nàng hy vọng của nàng liền tan thành bọc nước hiện tại nàng mới biết tại sao nàng lại được phân đến đây không ngờ trước đó ân oán của mấy người trong tiểu viện này đã sớm truyền khắp chu tước quán cứ như vậy căn bản không ai chịu đến ở đây không ai chịu đến đương nhiên không thể làm gì hơn ngoài việc cho người mới là nàng vào ở để lấp đầy chỗ trống rồi nàng vẫn như xưa đúng giờ đi tuần sát khi rảnh thì dắt a phục ra ngoài dạo chơi A à Phục hiện tại cũng quen thuộc hơn với Lâm Kiến Nho, nhìn thấy hắn cũng biết vung móng lên chào hỏi, nhưng trước sau vẫn không muốn để bất kỳ ai ngoài trừ mộ cửu ông nó, thế nhưng, mộ cửu cũng dần dần không ông nổi nó nữa. Lưu Tuấn cung cấp đồ ăn cho con hổ này rất đầy đủ, có điều, chỉ trong vòng một tháng, tại sao thân thể dài không đến hai thước của nó lại có đến 30, 40 cân thịt rồi, cái ổ tiểu tinh làm cho nó đã không còn dùng được nữa, đành phải ra phố mua về một cái giường gỗ nhỏ xinh, thông cáo phát ra đã lâu mà vẫn không hề có động tĩnh, như một hòn đá ném vào biển rộng, ngay cả bọt nước cũng không thể bắn lên, lục áp vẫn vùi đầu trong kết giới của hắn tự chơi đùa, thỉnh thoảng cũng gọi A Phục vào đó cho hắn gác chân, một đêm, thừa dịp trời tối người yên, lục áp triệu hoán A Phục vào kết giới, hỏi nó, ngươi nhận ra ta lúc đó a phục tuy một mực cung kính nằm dưới đất nhưng vẻ mặt mờ mịt vô cùng chân dài của lục áp gác lên giường nhỏ tùy ý để ánh sáng của dạ minh châu chiếu lên khuôn mặt mê hoặc của hắn nghiêng sang một bên vui vẻ xem ra quả nhiên nó có thể ngửi ra bản thể bất phàm của hắn nhưng không thể nhìn ra lai lịch của hắn hắn đã dần quen với việc sống ở nơi này chẳng vội và muốn trị linh đan cũng chẳng muốn rời đi nhanh như vậy nếu con hổ này biết hắn là thanh huyền cung chủ hắn ở lại nơi này sẽ có chỗ bất lợi sau đó hắn liền thỉnh thoảng gọi a phục đi làm vài chuyện lặt vặt ngọc không mại ắt sẽ không đẹp tiểu hài tử mà phải dạy dỗ nhiều một chút mới đúng chương 45, giúp ta một việc có lúc đi ra ngoài hóng gió thấy a phục đang nằm dưới đất tự cắn đuôi chơi lục áp cũng sẽ vẫy tay gọi nó đến dạy nó phương pháp hấp thụ linh khí đất trời linh khí nơi này dồi dào vô cùng a phục lúc đầu học có chút vụng về nhưng sau đó hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt lại dần dần theo đúng phương pháp lục áp lại chỉ điểm cho nó vài cách phòng thân một tháng trôi qua cái móng béo tròn của nó có thể trực tiếp đập lên bức tường một lỗ thủng mộ cửu nhìn thấy a phục bị lục áp dạy dỗ thành một kẻ bạo lực cũng không có ý kiến gì nhưng nhiều khi sẽ không khỏi nhớ đến lai lịch bất minh của nó thanh xà chết do bị ám sát càng không kính lại không tìm được người hành hung trải qua việc của a phục vậy rõ ràng thân phận của hung thủ có vấn đề lưu tuấn thường ngày làm việc vô cùng cẩn thận làm người cũng kiêu căng trên địa bàn của hắn phát sinh vụ án sao hắn có thể xử lý qua loa cho xong được hơn nữa thân là đô đốc của tuần sát ti quan giai không thấp vì sao hắn phải sợ hắn rõ ràng biết rằng sự tình không hề đơn giản nhưng lại không cho phép nàng hỏi về nó lẽ nào hắn biết người này là ai vụ án tiên khí mất tích ở phạm khâu sơn mà thượng quan dũng nói vẫn quanh quẩn trong đầu nàng nếu hung thủ không thể tìm được sự tình về sau sẽ càng lúc càng nghiêm trọng cũng khó nói sẽ có thêm người nào phải bỏ mạng hay không nhưng hắn không cho phép nàng hỏi đến, nàng cũng không có lập. Trường cãi lại mệnh lệnh của hắn. A Phục. Đang chìm trong suy nghĩ, mộ cửu liền nghe lục áp đứng ở cửa kết giới triệu hồi thần thú, mộ cửu nhìn A Phục béo vui vẻ chạy vào kết giới liền không nhìn được cũng vội chạy theo, nhìn nó ngoan ngoãn nằm nhòi dưới chân lục áp, nói, ngươi lợi hại như vậy, không bằng giúp ta một việc đi. Lục áp lười biến nghiêng người nằm đạp trên giường lật sách, chẳng lẽ muốn ta giúp ngươi tấn công đâu xuất cung. Mộ. Cửu không biết phải nói gì, ngươi không thể không ăn nói độc địa như thế được sao? Lục áp khép sách lại, lẽ nào là ta nói sai? Thái thượng lão quân dung túng đệ tử hoành hành, nếu không phải như vậy, người trong cung lão lấy đâu ra lá gan dám lén lút đuổi theo một con bạch hổ? Ngươi xem, đám người xiển giáo còn dám đi xung quanh tự xưng mình là danh môn chính phái. Đem lời này của ngươi thu lại. Nói. Còn chưa dứt. Mộ Cửu đã cắt ngang, nàng cầm lên một quả ô mai, nhét vào cái miệng của hắn, hắn thuận thế ăn luôn quả ô mai đó, lại nhìn bàn tay thô ráp vì nhiều năm cầm kiếm của Mộ Cửu, không nhìn được dùng một tay cầm chặt lấy, tay còn lại lấy từng ngăn kéo ra một cái hộp nhỏ, sau khi mở ra liền lấy một chút cao bôi lên tay nàng, dùng hai tay bắt đầu tinh tế xoa bóp, tư duy của Mộ Cửu không theo kịp, còn tưởng hắn muốn làm gì đó quái lạ, cuối cùng liền nhìn thấy bàn tay vốn thô ráp của mình, sau khi được hắn xoa bóp liền trong nháy mắt trở nên bóng loáng nhẵn nhụi, không còn khô ráo thô ráp như trước nữa quả nhiên đây mới là đôi tay mà một thiếu nữ thanh xuân nên có a à, nàng không nhịn được hỏi hắn đây là cao gì thần kỳ như vậy đông hải trân châu mài thành phấn dùng nhựa băng sơn linh hoa để điều chế rất quý giá và hiếm có lục áp cường điệu đáp lại sau đó lấy thêm một ít bôi lên bàn tay còn lại của nàng bôi đi mộ cửu làm theo lời hắn nói nhưng nàng dùng một tay để bôi hiển nhiên không thể hữu dụng như hắn dùng hai tay để bôi được lục áp nhìn một chút lại kéo tay nàng qua bàn tay của lục áp thon dài mạnh mẽ dường như trời sinh là một tên thợ xoa bóp khiến nàng cảm thấy thoải mái vô cùng, không hề có chút nào đau đớn. Thế nhưng, thời gian xoa bóp lần này lâu hơn một chút so với vừa nãy, mộ cửu hỏi, tay này của ta thô hơn sao? Cũng được. Hắn trả lời, hơn một chút so với chân của A Phục. Mộ cửu không nhìn được đánh lên tay hắn vài cái, còn dám ví tay nàng với chân một con hổ con. Hắn cười cười, cười cầm khăn lau tay, dáng vẻ hồn nhiên không thèm để ý đến nàng. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Hắn nhấp một ngụm trà, lại nghiêng người nằm xuống. À, phải mộ cửu ngồi thẳng dậy ngươi xem ngươi là tiên nhân ta muốn hỏi ngươi có cách nào để giúp một người có linh căng không tệ nhưng vì không có người chỉ điểm mà tu vi không thể tăng nhanh nâng cao thực lực lên đến kỳ độ kiếp được không ai lục áp nhìn nàng hắn không cảm thấy rằng nàng sẽ cần nhờ hắn hỗ trợ nâng cao thực lực dù sao thực lực bản thân nàng cũng đã không thấp đương nhiên không phải ta là một người bạn của ta trong nha môn mộ cửu ngồi xuống bên giường hắn cầm cái quạt quạt cho hắn vài cái thân thế của hắn rất khổ sư phụ hắn hình như chính là phụ thân hắn nhưng hắn chỉ là con riêng toàn bộ sư môn đều xem thường hắn, cũng không có ai chỉ điểm cho hắn, vì thế vẫn đang ở trúc cơ kỳ. Nhưng, hắn cũng rất quan tâm đến ta, ta muốn giúp hắn chút gì đó. Nàng không hề quên những gì Lâm Kiến Nho nói với nàng hôm đó. Có điều, quá khứ của hắn không phải chuyện quan trọng, nếu bây giờ có thể giúp hắn nâng cao tu vi, đối với tương lai của hắn đương nhiên sẽ tốt hơn đúng không? Còn nữa, nàng còn muốn hắn giúp nàng đi hỏi thăm kết quả vụ án thanh xà tinh nửa kia, hắn tin tức linh thông, lại là đệ tử xiển giáo, so với nàng có nhiều cách để hỏi hơn nhiều. Quan tâm đến ngươi. Lục, áp như nghe được chuyện gì đó rất đáng ngạc nhiên, thân thể không tự chủ được mà nhõm dậy một chút. Nếu hắn không nghe nhầm, nàng nói người đó là con riêng, mà nàng là một bán tiên hóa thần kỳ, còn phải nhờ hắn giúp đỡ một kẻ trúc cơ kỳ, đùa hắn sao, lục áp vèo vèo trừng nàng, sau đó lại nằm xuống đọc sách, mộ cửu bò qua kéo sách của hắn ra, linh căng của lâm kiến nho rất tốt, nếu người thu hắn làm đồ đệ, chắc chắn sẽ không hối hận. Lục áp liếc nàng một chút, không lên tiếng còn thu làm đồ đệ nữa, bảo hắn thu một trúc cơ kỳ về làm đồ đệ, hư. Có đồng ý hay không? Mộ cửu đưa tay lắc hắn tốt xấu cũng phải cho nàng một đáp án đi chứ âm thầm không nói là có ý gì lục áp hiếp mắt hắn với người tư giao rất tốt cũng không phải chỉ là khi mới lên thiên định ta có cứu hắn một mạng sau đó được phân vào cùng nha môn không khỏi giao thiệp nhiều hơn một chút mộ cửu kể cho hắn nghe lại tiếp tục thuyết phục hắn rất có ý chí ta cam đoan sẽ không làm ngươi mất mặt đâu lục áp lười biến nói không đồng ý mộ cửu một lời nghẹn lại trong miệng ú ớ tại sao chẳng tại sao cả lục áp quay mặt vào tường ta không thích thu đồ đệ Mộ Cửu hết chỗ nói rồi, nàng nhào tới đẩy A Phục đang kẹp dưới nách hắn ra ngoài, sau đó ôm vào ngực, nện chân thình thịch chạy ra khỏi cửa, có điều, có thu đồ đệ hay không phụ thuộc vào ý thích của hắn, nếu hắn không thích thu, nàng cũng không thể mặc giày dính chặt lấy, nàng và Lâm Kiến Nho không nói nhiều đến chuyện của hắn khi đi tuần cùng nhau, nhưng dù sao có thể giúp thì liền giúp, nếu không giúp được, nàng cũng không còn cách nào. Chương 46, có gian tình. Thế nhưng, khi đi cùng nhau, nhìn thấy hắn phải dùng 10 phần sức lực mới có thể đuổi kịp nàng, Mộ Cửu lại không có cách nào coi nhẹ chuyện này, Ngươi có từng nghe qua trong sư môn, có cách nào để tăng linh lực hay không? Có lúc nàng đã không nhịn được mà hỏi như vậy, lúc đầu Lâm Kiến Nho còn không chịu nói, nhưng sau đó, vì nàng hỏi quá nhiều, hắn liền bất đắc dĩ trả lời, ta từng vô ý nghe được mấy vị trưởng lão của Minh Nguyên Tông nói qua, thể chất như ta, nếu dùng tiên đan để tăng linh lực sẽ chỉ làm tổn thương linh thể, nhưng nếu tìm được tiên thảo hợp với một linh tu để dùng thì sẽ có ít mà vô hại. Chỉ là ta kiến thức ít, không biết nơi nào mới có được tiên thảo thích hợp với ta. Mộ Cửu ngẫm lại cũng thấy đúng, có điều, nàng đã mang từ hồng thương đến đây không ít điển tịch, có thể giúp hắn tìm kiếm một chút, mấy buổi sáng rảnh rỗi, nàng ngồi lì trong phòng lật sách, lục áp chỉ cảm thấy gần đây nàng rất bận, cả ngày chỉ quanh quẩn trong phòng, cũng không biết bận gì, hình như, từ khi hắn từ chối nhận lâm kiến nho làm đồ đệ, nàng liền không có nhiều thời gian để ý đến hắn. Bình thường, khi nàng cả ngày lắc lư trước mặt hắn, hắn liền chê nàng chói mắt, nhưng một khi không thấy nàng, hắn lại cảm thấy như đang thiếu chút gì đó, ngày hôm đó, lục áp vô cùng mất tập trung, cái tên họ lâm trong miệng nha đầu kia, thật sự tốt như vậy sao? đáng giá để nàng quan tâm như vậy, hắn biết nàng lâu như vậy cũng chưa từng thấy nàng bận tâm đến tu vi hay thực lực gì cả, mà lần này lại có thể vì một người mới quen mấy tháng mà xin hắn nhận người kia làm đồ đệ, chẳng lẽ họ Lâm là tình lang của nàng hả? Tình lang, lục áp bị cái từ này đập cho một cái vào đầu, nha đầu kia tính khí nóng nảy như vậy, lại thích giảng đạo lý, ai sẽ thèm để ý đến nàng chứ? Có điều chuyện như vậy cũng rất khó nói, có câu nữ nhân mạnh dạng theo đuổi nam nhân, coi như người ta không để nàng vào mắt, nhưng nàng để ý đến người ta thì không phải không thể. Nàng thổi phòng họ Lâm lên như vậy, tám phần là có ý gì đó rồi nàng lại ngốc không chịu nổi vài câu nói chua xót của người ta chỉ sợ cái thân thế của họ lâm kia đã khiến nàng cảm động sẽ không phải muốn hắn dạy dỗ họ lâm chờ đến khi họ lâm cảm động liền sẽ thu nhận nàng chứ thật là nhìn không ra nàng lại suy nghĩ cẩn thận như thế nhưng họ mới quen nhau được mấy tháng họ lâm đó đáng tin sao nha đầu mộ cửu người khác nói gì cũng đều tin vạn nhất bị họ lâm kia lừa thì phải làm gì đây nói thế nào đi nữa hắn và nàng vẫn đang sống chung nhà việc này hắn không thể mặc kệ được không được hắn vẫn là phải thay nàng đi kiểm tra một lần thôi lục áp không chút biến sắc đêm đó nhìn mặt trăng tỏa sáng giữa trời hắn liền biến thành một chiếc lá lặng yên không một tiếng động lao ra ngoài chu tước quán mộ cửu đang cùng lâm kiến nho ngồi trên nóc nhà ăn khuya hôm nay họ ăn xôi gà bọc lá sen mùi hương tỏa ra thơm nước mũi lâm kiến nho cầm hai cái thìa lau sạch một cái rồi đưa cho mộ cửu mộ cửu cũng vậy rót nước ép nho vào hai cái chén rồi đưa cho lâm kiến nho một chén đó đều là đồ ăn mà lâm kiến nho mua được dãy núi bảy dặm bên dưới nam thiên môn có rất nhiều nho tiên chúng vẫn thường gặt hái rồi mang lên thiên đình bán tiện lợi cực kỳ hắn chỉ dùng 10 viên tráng cốt đan đã có thể mua được cả sọt vì còn là khách quen nên được tặng thêm vài bình nước ép cơm thiện đường tuy không đến nỗi nào nhưng ăn lâu cũng trở thành vô vị từ mùi vị đến nguyên liệu nấu ăn đều rất bình thường những người có tu vi không cao như lâm kiến nho cần phải ăn nhiều để bồi bổ thân thể nhưng thiện đường đều làm họ thất vọng vì lẽ đó cũng có rất nhiều người trong thiên binh doanh lén lúc tổ chức ăn bên ngoài ngoài trường mộ cửu thế nhưng họ đại đa số là đàn ông không biết làm cơm vì thế không thể làm gì khác hơn là ăn ở thiện đường lục áp nửa ngồi nửa quỳ trước mặt hai người họ đánh giá lâm kiến nho người này cũng không có gì đặc biệt vóc dáng tuy không lùng nhưng tuyệt đối không cao bằng hắn lông mày tuy đẹp nhưng tuyệt đối không có hình như hắn đôi mắt cũng có chút tỏa sáng nhưng quá âm trầm còn có mũi của hắn nữa không hề cao chút nào môi cũng quá mỏng loại nam nhân như thế này quả thật là khắp nơi đều có không biết mộ cửu nhìn trúng hắn ở điểm nào lục áp lùi về phía sau một chút khoanh chân ngồi xuống hai người vì rảnh rỗi nên liền tán gẫu vài câu mộ cửu uống một ngụm nước trái cây mở miệng nói Mấy ngày vừa rồi ta đã giúp ngươi xem qua vài cuốn điển tịch, tra được có một loại hoa là Tử Hiệp Liên mọc trên Bắc Di đảo, ăn vào có thể nâng cao linh lực, rất hữu ích với ngươi. Mấy cuốn sách này ta đều đã ghi chú kỹ càng, nhưng đi Bắc Di vẫn là gần nhất, đặc tính của Tử Hiệp Liên khá thích hợp với thể chất của ngươi, nếu rảnh rỗi thì có thể đi lấy. Sắc mặt Lâm Kiến nho sững sờ, vội vã nhận lấy. Có hiệu quả trợ lực quá tốt rồi, hắn kích động ngẩng đầu lên, chỉ là ta không biết nhiều về Cửu Châu cho lắm, đi đến Bắc Di đảo thế nào? mộ cửu trả lời đi thẳng bốn ngàn dặm về phía bắc đến lũng hải bắc di đảo ở ngay trên biển lâm kiến nho sửng sốt hơn bốn ngàn dặm ta đi kiểu gì cũng phải mất tới mấy tháng hắn ông đầu gối tâm trạng lại trở nên ảm đạm hơn mộ cửu lúc này mới chợt hiểu hắn không biết ngự kiếm thiên định lại không có truyền tống trận đi đến bắc di lấy thể chất của hắn không phải sẽ đi mất tới mấy tháng sau nghĩ tới đây nàng đứng lên nói quên đi giúp người thì giúp đến cùng sáng mai rảnh rỗi ta mang ngươi đi một chuyến lại nói trên đảo còn có yêu thú cho dù hắn có tìm được đến đó cũng chưa chắc đã lấy được tử hiệp liên có điều ngươi nên chuẩn bị sẵn sàng muốn lấy tiên thảo cũng không phải dễ dàng như vậy cái này ta biết lâm kiến nho cũng đứng lên chỉ là ta lại làm phiền ngươi không sao mộ cửu vung vung tay chủ yếu là vì tử hiệp liên cũng không phải tiên thảo gì đặc biệt hiếm đấy chỉ có đối với người tu vi như hắn mới có tác dụng nên mãnh thú ở đảo đó cũng không phải loại khó đối phó gì mà họ đến tối mới phải đi tuần một buổi sáng là đủ để ứng phó tu vi tăng thì thực lực cũng tăng giúp đỡ hắn thiện duyên của nàng cũng tăng lên, tại sao lại không làm? Mộ cửu Lâm kiến nho thở dài, mộ cửu quay đầu nhìn hắn, hắn nhìn mái ngói dưới chân, cười khổ nói, từ xưa đến nay, chưa có ai đã vì ta mà, làm nhiều chuyện như vậy. Mộ cửu khuyên nhủ, đừng nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta vốn là bằng hữu mà, phải không? Lâm kiến nho còn muốn nói gì đó, nhưng mở miệng rồi lại ngưng. Cuối cùng, hắn chỉ đành gật đầu, gằn từng chữ, đương nhiên, chúng ta là bằng hữu. Mộ Cửu cười cười, nhảy xuống khỏi nóc nhà, tiếp tục cùng hắn đi tuần phố ánh sao trên trời lóe lên cùng mặt trăng nhìn xuống vạn vật lục áp híp mắt nhìn họ cảm giác được một sự khó chịu khó nói thành lời hắn không chịu đồng ý với nàng nhận họ lâm làm đồ đệ nàng lại muốn đi đến bắc di đảo tìm cho họ lâm tử hiệp liên nàng bận rộn suốt đêm đến sáng lại không chịu ngủ bù chính là để tìm cho hắn ta tiên thảo không nhận ra quần thâm mắt của nàng nhìn rất dọa người sao lục áp trầm mặt cảm thấy dáng dấp đang dần đi xa của họ chướng mắt vô cùng chương 47, yêu vật đến rồi tử hiệp liên tuy không phải tiên thảo hiếm có trên bắc di đảo cũng không có mạnh thú gì ghê gớm thế nhưng có một cái hồ băng nước lạnh tới tận cốt tủy tử hiệp liên sinh trường bên bờ hồ một khi không cẩn thận ngã xuống lục áp hắn cũng không tin nàng có thể bò lên được quên đi dù sao hắn cũng nhàn rỗi xem họ thế nào đã rồi nói đại đa số thời điểm thiên đình đều thái bình yên tĩnh mặt trời rất nhanh dần dần xuất hiện đợi người khác đến thay ca xong mộ cửu liền nhanh chóng chạy về thay quần áo trở lại nam thiên môn cùng lâm kiến nho đi về bắc di đảo lục áp theo nàng chạy tới chạy lui cuối cùng thấy nàng ra khỏi nam thiên môn trừng mắt nhìn cái bóng lưng nho nhỏ của nàng rồi quay lại tử linh uyển rõ ràng là nhà của một cô nương vậy mà cư nhiên lại để một nam nhân trong giữ không biết nàng đang nghĩ cái gì mộ cửu không hề biết chuyện mình bị người ta nhìn chăm chú một đêm nàng cùng lâm kiến nho đi về phía bắc qua một đống sông hồ rộng lớn dần dần đến nơi người dân thư thất bắc di đảo nằm ở một nơi lạnh lẽo vô cùng trong tiên giới trước mặt họ dần xuất hiện một vùng biển mênh mông tiếng sóng vỗ bờ mơ hồ theo gió truyền đến đây chính là lũng hải sắp đến bắc di đảo rồi chúng ta đi nhanh hơn một chút mộ cửu nhìn bản đồ trên tay quay đầu nói với lâm kiến nho đáp mây đến giữa lũng hải một làn gió nhẹ nhẹ lướt qua mùi hoa nước mũi đúng là phong cảnh so với thiên định còn kiều diễm hơn nhiều đi tiếp gần một ngàn dặm quả nhiên trong màu biển xanh thẳm ẩn hiện một hòn đảo biệt lập không biết hòn đảo này rộng bao nhiêu toàn bộ đảo được ghép lại bằng vô số ngọn núi đá thẳng thấp tuy nhìn rất đẹp nhưng đến chim cũng khó mà đặt cánh xuống đây mộ cửu đứng trên nơi cao nhất của ngọn núi nhìn xuống nhẹ nhàng bay xuống đáy vực nói với lâm kiến nho đây đúng là bắc di đảo rồi tử hiệp liên sinh trưởng ở nơi gần nước trước tiên chúng ta hãy đi theo con đường này đã để xem có tìm được hay không thứ nhiều nhất trên hòn đảo này chính là đá đáy vực chỉ có vài cây cổ thụ thân cây to mấy người ông cũng không hết chỉ có rất ít cây nhỏ một đường đi vào cũng không gặp con thú nào muốn sinh tồn trong môi trường này không chỉ cần có thiên phú mà còn cần cả nghị lực không có thứ thực vật nào có màu tím cả trên bãi cát cũng không có đi xung quanh vài vòng lâm kiến nho dừng lại bốn phía đều là núi đá bao phủ toàn bộ đảo như một ngọn núi nhô lên từ đáy biển nếu họ đi thuyền đến e rằng chỗ đặt chân cũng không tìm được hơn nữa trên những vách đá như thế này đến cây cối bình thường còn khó mọc nói gì đến tử hiệp liên mộ cửu nhìn quanh nhíu mày rõ ràng có viết trong sách sao có thể không tìm thấy xung quanh vách đá màu xám chỉ có một cây đa cổ thụ xanh ung những nơi ánh mắt có thể chiếu đến được không có loại cây nào giống tử hiệp liên quả thật là không thấy chút tung tích nào cây đa này cũng kỳ quái sinh trưởng bằng nước biển cũng có thể to đến thế lâm kiến nho nhìn cây đa cổ thụ trước mặt nói có điều cây đa thích nước đa phần thường mọc ở ven sông ven hồ tại sao lại có thể sinh tồn trên một hòn đảo toàn đá như thế này mộ cửu nghe vậy liền thấy choáng váng đúng vậy nàng nhớ ra rồi phần lớn trên các hải đảo đều có rất nhiều cây dừa tại sao trên đảo này đến nửa cây cũng không thấy hơn nữa nơi cây đa này mọc cũng không gần biển thổ nhưỡng cực ít ánh nắng mặt trời lại mạnh tảng đá sau mỗi buổi sáng đều bỗng rẫy nó sống sót bằng thứ gì là do nó đã sống lâu đến mức thành tinh không sợ khí hậu khắc nghiệt hay bên dưới những tảng đá kia có bí mật nàng lập tức rút kiếm dùng hết sức cắm xuống tảng đá bên cạnh lưỡi kiếm ba thước xuyên thẳng vào đó nhưng khi rút ra vẫn không thấy bóng dáng một tia nước nàng lại vận thần thức quanh thân cây, cây đa cổ thụ này đã hơn 300. Tuổi, rễ chưa từng có dấu hiệu bị di chuyển, rõ ràng là từ khi bắt đầu đã sinh trưởng ở đây, mà thần thức của nàng không cảm nhận được bất cứ thứ linh lực nào, rõ ràng nó vẫn là cây, chưa hề thành tinh. Nhìn xung quanh một chút, cây cỏ chỉ có nhiều trong khu vực gần thân cây, lại nhìn về phía xa, tuy rằng cũng có, nhưng hết sức thưa thớt, nói cách khác, ngoại trừ khu vực xung quanh cây đa cổ thụ này hơi xung xuê, nơi khác đều rất hoang vu, một cái cây chưa thành tinh, có thể thuận lợi sống ở nơi này 300 năm mà không hề có nguyên nhân đặc thù, nàng sao có thể tin? dù cho nơi này nhiều mưa, nó cũng không thể tươi tốt đến mức này chứ. Chắc chắn có nguồn nước. Nàng nói xong, liếc cất bước đi đến trong bụi cỏ dưới tán cây tìm kiếm, Lâm Kiến Nho đưa tay ra ngăn cản nàng, "Để ta. Nơi này quỷ dị, cẩn thận có yêu vật." Mộ Cửu thấy đúng, cũng lui trở về, có điều, nói đến yêu vật, theo lý thuyết, phàm là tiên vật thì bên cạnh sẽ đều có yêu thú gì đó ngồi chổng hổng canh gác, tuy rằng nàng rất không muốn, nhưng trên điển tịch quả thực cũng nói có một, hai con như vậy ở đây, tại sao họ một đường đi vào cũng không nhìn thấy? Không được. Quả, là nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến, nàng chỉ mới hơi nghi ngờ, Lâm Kiến Nho đã thốt lên kinh ngạc, nhanh chóng lùi lại, sau đó, phía sau bụi có cao hơn đầu người thình lình phát ra vài tiếng gầm thét, ngay lập tức, đất trung núi chuyển, vài con thú nhỏ vội vã chạy ra, mấy con rắn nhảy loạn bốn phía, có con rắn nhỏ cuối cùng chưa kịp chạy trốn, bị một con thú to bằng cái chậu rửa mặt bằng đồng của Mộ Cửu một chưởng dẫm xuống, nửa người văng ra, nửa còn lại hóa bùn. Đúng là đến rồi, Mộ Cửu chỉ mới. Hoàng hồn, một con quái vật trên lưng có vảy rồng dài, không giống rồng, không giống thú liền xuất hiện thân hình nó không lớn nhưng cũng dài khoảng một trượng đầu to và hẹp hai mắt như hai cái đèn lồng bên miệng có hai sợi râu dài rõ ràng là một con tứ trảo yêu long vị thành niên ánh mắt của nó bắn về phía hai người mộ cửu không thèm nghe giải thích mà lập tức há miệng hướng về phía họ mà phun lửa mẹ nó hóa ra là một con rồng lửa nàng là kim linh căng hỏa khắc kim đó nha ai nói trên đảo không có yêu thú lợi hại người viết sách có phải đang muốn chỉnh nàng hay không nhưng mặc kệ là tương sinh hay tương khắc lửa đã bao phủ cả hòn đảo sắc trời trong nháy mắt biến thành màu đỏ sậm mộ cửu không suy nghĩ nhiều kéo lâm kiến nho ra lập tức nâng kiếm đỡ đòn yêu long vừa phun lửa vừa hất đuôi quét về phía mộ cửu thế nhưng mộ cửu lại giống như tiếu yến tử không ngừng tung bay giữa đầu và đuôi yêu long bảo kiếm trong tay mượn hỏa thế mà dần dần biến ra một tấm quan võng bảy màu yêu long mới rồi con thành thạo điêu luyện lúc này liền phát hiện ra quan võng đang dần thu nhỏ như đang muốn nhốt nó lại vì thế liền hoảng sợ nhảy loạn lên mộ cửu niềm quyết ngừng linh lực đánh về phía hai mắt yêu long yêu long trúng chiêu lập tức lăn lộn kêu trên liên hồi trong quan võng chương bốn để ta lâm kiến nho tựa lưng vào núi đá nhìn tình cảnh này lòng căng như dây cung toàn bộ đáy vực cũng biến thành biển lửa từng đám lửa lớn liên tục được phun ra từ miệng yêu long cây cối tứ phía bị thiêu cháy toàn bộ mà mộ cửu nàng như một con phương hoàng lửa kiều diễm bay tới bay lui trên không trung yêu long tuy rằng vô cùng lợi hại lửa cũng xác thực là tương khắc với linh căn của nàng nhưng nàng chưa từng để lộ ra một tia hoảng loạn chiêu nào chiêu nấy đòi mạng chưa từng nương tay, hắn từ trước đến tay vẫn chưa từng gặp qua cảnh tượng nào chấn động như thế, cũng không nghĩ rằng, mộ cửu thường ngày đều ngồi trên nóc nhà trò chuyện với hắn, khi chiến đấu lại anh dũng gọn gàng như vậy, hắn không dám chớp mắt, chỉ lo mình sẽ bỏ qua tình cảnh nào đặc biệt, cũng là, sợ sệt mộ cửu sẽ bị yêu. Lòng đã thương, cuối cùng, hắn run rẩy rút kiếm, cắn răng xong đến, nhưng, hắn gia nhập cũng không tạo ra ảnh hưởng gì rõ rệt, lưng và trán mộ cửu tất cả đều đã ướt đẫm mồ hôi. Thực lực của nàng trên thực tế mới chỉ có thể phát huy một nửa, bị áp chế bởi hỏa linh nhưng dựa vào kinh nghiệm chiến đấu cùng năng lực khống chế của nàng, may mà vẫn có thể chống đỡ. 300 chiêu qua lại, thừa dịp nó đang gặp khó khăn trong quan võng, nàng nhảy lên cao, chém một kiếm thẳng vào cổ nó. Mõm yêu long lập tức mở lớn, trong cổ họng có một viên đan châu sáng rực, mộ cửu không kịp suy nghĩ nhiều, đưa tay cầm lấy viên đan châu đó, lại chém thêm một kiếm vào cổ yêu long, nhất thời, máu của nó tuôn ra như suối, thân trọng khổng lồ ầm ầm rơi xuống từ trên không sung. Lâm kiến nho né tránh kịp, không bị thương nhiều lắm mộ cửu đáp xuống cách cây đa cổ thụ ba trượng để cây rủ xuống đã bị đốt trụi toàn thân đen thui chỉ còn lại độc một cái thân cây ngươi có bị thương không lâm kiến nho chạy đến bên cạnh nàng không sao mộ cửu liếc nhìn đoạn tay áo bị lửa thiêu mất một nửa cùng vài vết thương trên cổ tay lấy từ trong túi ra vài viên thuốc nuốt xuông cũng đưa hai viên cho hắn nàng nói ngươi nhỏ và giọt máu lên cây đa này đi cây này sinh trưởng cũng không dễ dàng ngươi lại là một linh lấy máu nhỏ vào có khi có thể cứu sống nếu tu vi cao, chỉ cần nhỏ một hai giọt là được, nhưng hắn là một người mới, không thể làm gì khác hơn là nhỏ thêm vài giọt, cũng không biết có thể cứu được không, lâm kiến nho cắn ngón tay, nhỏ bảy, tám giọt vào đó, sau đó lại vung một cái, nhỏ thêm ba, bốn giọt nữa, rễ cây đa dần dần cũng có dấu hiệu tách ra, tuy rằng đồng tĩnh rất nhỏ, nhưng cũng là có hy vọng. Có thể sao? Hắn hỏi, mộ cửu gật đầu, liếc mắt nhìn vào chỗ yêu long lộ diện, lúc này có đã bị đốt sạch, lộ ra một hang đá cao khoảng một trường. Đi vào xem một chút nàng cầm viên đang châu lấy trong việc yêu long trong tay sau đó đi trước càng vào sâu trong động hàng đá lại càng hẹp chỉ đủ một người đi qua ven đường là xương trắng trải rác xem ra nơi này hẳn là nơi yêu long trú ngụ ngoài dự liệu con đường này không dài họ mới đi được ước chừng nửa dặm phía trước liền xuất hiện ánh sáng hóa ra họ đã đi xuyên qua lòng núi đến một thung lũng thung lũng lớn ước chừng nửa mẫu bốn phía là vách núi bao quanh cao không thể với tới không nhìn được quang cảnh bên ngoài nơi này có rất nhiều hoa cỏ hơn nữa còn vô cùng rậm rạp tươi tốt, đồng thời còn có chút lạnh lẽo, nhiệt độ thiên đình bình thường đều ổn định, vừa rồi khi đi vào đây nhiệt độ cũng rất bình thường, nhưng vừa bước vào nơi này, rõ ràng ánh nắng tươi sáng, hoa cỏ nở rộ, nhưng lại có một cổ hàng ý không tên kéo đến, đi vòng qua vách đá bên cửa động, lúc này họ mới chợt hiểu, hóa ra sau vách đá có một cái hồ vuông, rộng khoảng một trượng, sương lạnh vần quanh, khí lạnh đương nhiên là xuất phát từ dưới. Nước, mộ cửu đánh giá chung quanh chốc lát, bỗng nhiên nói, cây ra ngoài kia hẳn là vì được lợi từ cái hồ này, nếu ta đoán không sai, bên dưới cái hồ này cũng có cây cỏ, dứt lời nàng đến bên cạnh hồ thả một con hạt giấy vào thăm dò hung hiểm một lát sau hạt giấy an toàn trở về lúc này nàng mới ngồi xổm xuống đưa kiếm vào hồ hút chút nước lên để phân biệt mặt nước rất thấp sương mù bao phủ thanh trường kiếm dài ba thước mò xuống mà vẫn chưa chạm được đến mặt nước nàng không thể làm gì khác đành rút ra một cái dây thừng ra để buộc kiếm sau đó dần dần thả kiếm xuống dây thừng thả xuống một nửa nửa ngày vẫn không nghe thấy tiếng chạm nước mãi đến khi xuống đến khoảng 10 trượng mới nghe được âm thanh bọt nước truyền đến rất sâu mộ cửu ngưng thần một chút nói lại đưa tay quệt chút nước để nếm là nước ngọt lâm kiến nho cũng có chút kích động nơi đây có rất nhiều thứ kỳ lạ có thủ động yêu thú lại có nguồn nước ngọt không tên nếu nơi đây thật sự có tử hiệp liên như vậy chắc chắn sẽ sinh trường quanh nơi này hắn đi dọc quanh bờ hồ tinh tế phân biệt các loại hoa cỏ ngươi hãy cẩn thận cái hồ này nếu không nhầm hẳn là nguồn nước lục địa không biết đến tột cùng sâu bao nhiêu tuyệt đối đừng ngã xuống mộ cửu dặn hắn hạt giấy trở về biểu thị không có yêu vật nhưng không biểu hiện không có nguy hiểm nếu như thật sự bị rơi xuống cái hồ này tuyệt đối không may mắn hơn so với việc gặp yêu thú lâm kiến nho gật đầu nằm rạp xuống đất cúi đầu xuống kiểm tra mộ cửu thoáng nhìn một vòng không có phát hiện đang muốn đi đến đám sương mù ngưng lại gần cửa đồng để nhìn một chút lâm kiến nho chợt chỉ vào trong hồ ngươi xem đó là cái gì mộ cửu nhìn theo hướng hắn chỉ tâm trạng bỗng nhiên hưng phấn hơn tử hiệp liên đi xuống dưới hồ tầm hai trượng nơi đó có một khối đá bạch ngọc bên trên bạch ngọc có mọc một bụi lá màu tím giống lá sen bình thường đến bảy tám phần mà giữa đám lá còn có hai nụ hoa đỏ sậm linh khí quanh quẩn xung quanh vừa nhìn liền biết không phải vật phàm không phải tử hiệp liên họ khổ sở tìm kiếm thì là cái gì chính là nó mộ cửu mừng rỡ nói mặc dù lá của nó có thể dùng làm thuốc nhưng hoa tử hiệp liên mới là hiếm có nhất chúng ta may mắn đến đúng lúc nó nở hoa nhanh đi hái nó thôi để ta đi lâm kiến nho bò dậy ngươi vốn là vì giúp ta sao ta có thể toàn bộ nhờ cậy vào ngươi hắn không lưng cầm lấy sợi dây thừng nhét một đầu vào tay nàng phiền ngươi giữ giúp ta mộ cửu thấy không sâu nên cũng gật đầu đồng ý thắt dây thừng lên eo đưa hắn xuống trên phiến lá tiên thảo mang theo những giọt sương lâm kiến nho leo xuống mang theo gió nhẹ mấy giọt sương liền lăn xuống như những viên trân châu bình thường đẹp đến dị thương nhưng khi nó bắt đầu lay động mộ cửu bỗng nhiên không thấy rõ được nó kể cả bóng người của lâm kiến nho cũng dần dần trở nên ảm đạm chương 49, ngươi là người tốt trời tối rồi sao mộ cửu ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy bầu trời mới vừa rồi còn trong xanh lúc này chẳng biết vì sao bắt đầu xuất hiện một đám mây đen lớn. Đám mây đen đó nhanh chóng bay về phía nam, một loạt tiếng gào thét bỗng vang đến, nếu nghe cẩn thận hẳn sẽ khiến lòng người sợ hãi. Xảy ra chuyện gì thế? Sắc trời ngày càng tối, Lâm Kiến Nho cũng dừng lại, ngẩng đầu lên. Không biết. Mộ Cửu rất bình tĩnh, ngươi mau hái nó đi, nếu không hái được thì cũng đừng hái nữa, lên mau đi đến được nơi này tuy rằng không dễ nhưng tính mạng càng quan trọng hơn sắc trời càng trở nên quỷ dị tuy đám mây này không bay về phía họ nhưng chắc chắn sẽ không có chuyện tốt đẹp gì phát sinh lâm kiến nho cúi đầu nhìn tử hiệp liên cuối cùng vẫn cắn răng đạp vào vách đá leo xuống dưới mộ cửu có chút sốt ruột nhưng không thúc giục hắn chỉ có thể hai mắt nhìn hắn chầm chầm hai tai lắng nghe thật kỹ động tĩnh xung quanh sắc trời ngày càng mờ thật giống như đêm đã buông xuống may mà họ đều mặc đồ trắng trong đêm tối còn có thể nhìn thấy nhau một luồng sáng tiếng tỏa ra từ tử hiệp liên nhìn vô cùng mê người nhưng âm thanh gào thét lúc cao lúc thấp trong gió cũng ngày càng rõ ràng đây là thủ đoạn mà hai giới yêu ma dùng để mê hoặc đối thủ nếu không may bị mê hoặc chỉ có thể mặc cho chúng làm thịt sao rồi nàng hỏi sẽ nhanh thôi mộ cửu ngửa đầu liếc nhìn chỉ thấy trên đầu các bay đá chạy đạo quan kiếm ảnh trên không trung có vô số bóng đen như sao chổi xẹt qua hiển nhiên là đám yêu ma kéo bè kéo lũ đến bắt đầu đánh nhau nàng nuốt nước miếng chỉ mong chúng không phát hiện ra nàng nhưng ý niệm này vừa mới được hình thành đột nhiên có một âm thanh như một mũi tên nhọn thẳng vào tai nàng truyền đến nàng chỉ cảm thấy bên tai ầm một tiếng ngay lập tức toàn bộ trong đầu nàng chỉ còn lại âm thanh gào thét quái dị nàng cảm thấy cả người như sắp bị yêu ma bóp nát dùng tia thần thức cuối cùng nhìn về phía lâm kiến nho chỉ thấy hắn cũng như nàng mất đi thần thức như một tảng đá thẳng tắp rơi xuống đáy hồ bên tai mộ cửu cuối cùng liền truyền đến hai tiếng chạm nước nước lạnh buốt đến tận xương khiến nàng tỉnh táo hơn một chút nhưng thân thể nàng vẫn đang dần chìm xuống nước, đáy hồ có một lực hút cực lớn, nhanh chóng kéo nàng thẳng xuống dưới, mà nàng lại vô lực ngăn cản, mà âm trong đầu cùng ý thức cuối cùng còn sót lại của nàng như một dòng lũ lớn, cuối cùng triệt để đánh ngất nàng đi, thân thể mặc kệ sức hút dưới đáy hồ mà chìm xuống nhanh hơn, nàng cảm thấy mình sắp phải đi báo cáo dưới địa phủ rồi, nhưng đột nhiên, một đôi tay mạnh mẽ đưa đến, kéo nàng lại, theo đó là một thanh âm khó chịu quen thuộc vô cùng, đến mạng cũng không cần, ngươi cuối cùng đang suy. Nghĩ gì vậy? Thanh Âm đó mang theo vài phần oán giận, che đi mị âm và tiếng nước bên tai nàng nhưng nàng còn chưa kịp suy nghĩ đã ngất xỉu thanh âm gì cũng không nghe được nữa lục áp tức giận trừng mắt nhìn nàng vừa nguyền rủa vừa độc quyết tránh nước sau đó lại cởi lãm vân tiên thường ra bọc nàng lại truyền một tia linh lực đến đan điền của nàng cuối cùng liền ông nàng bơi lên bờ mộ cửu không biết mình đã bất tỉnh bao lâu đến khi tỉnh lại nàng chỉ cảm thấy mình đang dựa vào một thân thể cường tráng mà ấm ác à, nàng bất chợt cảm thấy như thế này thật thoải mái và yên bình một lúc sau nàng ho khan mở mắt nhìn lên trời mặt trời đang chuẩn bị lặng quay đầu nhìn sang bên cạnh là một khuôn mặt lạnh lẽo cực kỳ nàng nhắm mắt lại thở ra một hơi nhưng trong phút chốc lại mở ra ánh mắt nhanh như chớp chiếu lên khuôn mặt đó lục nhai người trước mặt nàng tóc đen lông mày dài môi mỏng đôi mắt lạnh nhạt như hội tụ ngàn vạn ánh sao không phải lục nhai thì là ai nàng còn tưởng mình đã đến hoàn tuyền trước mặt nàng chính là hắc bạch vô thường đi câu hồn phách không nghĩ tới sẽ là lục nhai mà nàng sớm chiều chung đụng là ta lục áp vẫn còn tức giận liếc nàng máu khắp người mộ cửu lập tức sôi trào đúng là hắn ha 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 nói như vậy hóa ra nàng không chết là lục nhai cứu nàng ông trời quả nhiên không đối xử tệ với nàng nàng không chết là lục nhai cứu nàng trở về không biết là vì vui vẻ hay kích động nước mắt của nàng bắt đầu tuôn ra ào ạt lục áp thấy bộ dạng này của mộ cửu thật ngốc nghếch không nhịn được đưa tay áo ra cho nàng làm khăn lau yên tâm đi hắn không chết họ lâm mới chỉ đến trúc cơ sau này còn nhiều cơ hội vạn nhất chết rồi nàng thành quả phụ thì sao vẫn là nên cứu hắn thì hơn mà nàng làm sao lại có thể mắc tuét như vậy nghĩ mạng mình nhiều lắm sao mộ cửu bò dậy run run cầm tay hắn tại sao ngươi lại tìm được ta nàng không nói cho hắn biết nàng đi đâu vì sao hắn lại tìm đến đây để cứu nàng đúng lúc như vậy chẳng lẽ là vì nhân phẩm của nàng quá tốt ông trời báo mộng cho hắn sao lục áp hừ lạnh thỏ tin chờ ngươi ăn cơm ta nhàn rỗi không có chuyện gì làm chạy ra ngoài tìm hộ nó hắn sẽ không thừa nhận chính mình sau khi về tử linh uyển liền cảm thấy khó chịu vô cùng nàng mới đi được nửa đường hắn đã chạy theo rồi đuổi kịp hơn nữa lục áp nghĩ hắn làm như vậy chỉ vì ở bên nàng sẽ không bị linh đang phát hiện không phải lo lắng nàng gặp nguy hiểm đâu mồ cửu cảm động cực kỳ nhảy lên ông chặt lấy hắn quá tốt rồi lục nhai ngươi thật sự là quá tốt đi đến bốn năm ngàn dặm để tìm nàng sao nàng thực ra cũng không tin cho lắm nhưng gặp đại nạn mà không chết khiến nàng không thèm để ý đến nhiều như vậy cao hứng nói ngươi thật sự quá tốt khi trước đều là ta trách lầm người vậy đi ngươi thích ở chỗ ta bao lâu thì ở về sau nếu sư huynh ngươi tìm ngươi gây phiền phức ta cũng sẽ giúp ngươi đối phó với hắn bất kể là vô tình hay cố ý vẫn là hắn cứu nàng lục áp không ngờ nàng sẽ bổ nhào vào lòng hắn như vậy thân thể ngửa ra phía sau chỉ có thể dùng hai tay chống xuống mặt đất hắn sống rất lâu rồi nhưng cho đến nay chưa thấy người nào dám vô lễ với hắn như vậy nha đầu này cũng thật là ăn gan hùng mật báo rất muốn xách cổ nàng ra cho nàng biết thế nào là đúng mực có điều nàng vừa từ cõi chết trở về hắn nhịn hắn rủ mắt xuống thấy ngực nàng đang áp lên ngực hắn mặt đang vùi sâu vào cổ hắn kích động như một kẻ điên vậy gầy gò đến mức chẳng cảm nhận được tí thịt nào cơm ăn thường ngày vào đâu cả ngươi là ân nhân của ta là người tốt nhất 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 thế giới mộ cửu kích động xong cũng phát hiện có gì đó không thích hợp vội vã buông ra khỏi người hắn nhưng vẫn không chút nào keo kiệt khen ngợi lục áp không chút biến sắc kéo kéo vạt áo trước lạnh nhạt nói nịnh nọc liền miễn lần sau đừng biến ta thành người xấu là được rồi chương 50, ai đánh nhau lục áp liếc liếc nàng lại tiếp tục nói sư huynh ta rất lợi hại ngươi thực sự dám giúp ta đối phó với hắn mặc kệ hắn có lợi hại hay không hắn bắt nạt ngươi ta đương nhiên phải liều mạng giúp ngươi đối phó với hắn rồi mộ cửu vỗ vỗ đầu gối đứng lên chỉ là có lẽ là do dùng quá nhiều sức lời vừa mới dứt trước mắt nàng liền tối sầm lục áp đưa tay ra ôm nàng lại truyền thêm cho nàng một chút linh lực vừa rồi thần thức của nàng quá yếu không dám truyền cho nàng quá nhiều linh lực hiện tại nàng đã tỉnh như vậy liền có thể rồi cảm giác ván đầu biến mất mộ cửu dần dần thấy yên lòng lục áp với cái thân thể gầy gò này của ngươi sư huynh ta không cần dùng đến nửa chiêu đã có thể xử lý chớ xem thường ta chờ ta thành tiên tu vi chắc chắn sẽ tăng vùng vụt mộ cửu biểu môi lại nói sư huynh hắn có thể lợi hại như vậy sao có điều vào hôm nay hắn có nói phép thế nào nàng cũng có thể tha thứ nàng nhìn nhìn bốn phía hỏi lâm kiến nho đâu họ đang ngồi bên cạnh hồ sâu nhưng xung quanh không hề có người cũng thật là nhớ mãi không quên đấy lục áp cười cười chỉ vào một bụi chuối tay dưới chân núi đá tự xem đi mộ cửu nhanh chóng chạy đến đẩy đám lá ra quả nhiên nhìn thấy lâm kiến nho nằm dưới đất bất tỉnh nhân sự tại sao hắn vẫn còn hôn mê nàng quay đầu hỏi lục áp đang đứng phía xa xa lục áp nói hắn tu vi thấp đương nhiên sẽ tỉnh chậm hơn họ lâm kia chẳng có gì đáng để hắn xuất thủ bảo vệ mạng của hắn đã là rất tốt rồi mộ cửu cũng không hy vọng hắn ra tay dù sao hắn cũng không phải đại la kim tiên gì đó đem nàng và lâm kiến nho cứu từ dưới nước lên đã không dễ dàng lại còn truyền linh lực cho nàng để nàng hồi phục thể lực nữa nàng giải vài lá chuối xuống đất sau đó kéo lâm kiến nho lên trên lại kéo cả lá chuối lẫn lâm kiến nho về phía lục áp vừa ngồi xuống nàng bỗng nhiên liếc mắt nhìn sắc trời sau đó lập tức nhảy dựng lên nguy rồi ta còn phải đi tuần lúc này trời đã gần tối họ trở lại cũng mất đến cả một canh giờ còn phải về nhà thay y phục, làm sao tới kịp được. Nếu làm lỡ dở công việc, Lưu Tuấn hẳn sẽ lục gia nàng làm ghế luôn đi. Về kịp. Lục áp đừng lên, một phút là đủ rồi. Mộ cửu sửng sốt, thật sự. Không tin ta thì thôi, ngươi đi từ từ là được. Lục áp chấp tay nhìn đỉnh núi, mộ cửu cười cười, một lúc sau liền nói, vậy ngươi chờ ta một lát. Nói xong, nàng gọi trường kiếm ra, vận linh lực bay lên không trung, muốn bay xuống hồ nước, lục áp cao mày, ngươi định làm gì? Nàng đáp, ta đến đây vì bụi tử hiệp liên này, đến cũng đã đến rồi, không thể tay không quay về được. Chịu nhiều khổ cực như vậy, thế nào cũng phải có chút thu hoạch, Lâm Kiến Nho không biết ngự kiếm, vì thế chỉ có thể dùng dây thừng, hơn nữa khi đó cũng không biết đáy hồ có nguy hiểm gì hay không, nếu liều lĩnh vận linh lực, nửa đường bị người ta tập kích, vậy thì rất không ổn rồi, hiện tại bên ngoài gió êm sóng lặng, đáy hồ ngoại trừ có lực hút cực mạnh ra thì xác định không có những nguy hiểm khác, nạn có thể yên tâm, lục áp thực sự không biết nên nói cái gì. Quên đi, coi như là hắn nợ nàng đi, hắn liếc nàng một cái, ngươi ở lại sau đó vương tay trái ra điểm một cái vào không trung tay phải ngưng tụ chân khí hướng về đóa tử hiệp liên bên dưới chỉ thấy tử hiệp liên như được một bàn tay vô hình nâng lên tùy ý bay về tay hắn sau khi cầm được tử hiệp liên hắn còn cúi cúi người mang theo ý tứ khiêm tốn mộ cửu mừng rỡ đưa tay ra trước mặt nàng đã quên mất ho là thần tiên bản lĩnh cách không thu vật vốn đã sớm có lục áp đem tử hiệp liên giao cho nàng sau đó bước lên một đám mây trăng còn chưa lên đây đây mộ cửu cao hứng ông tử hiệp liên kéo lầm kiến nho lên đám mây đó đám mây bay lên không trung có vài luồng gió tanh phả vào mặt, hoàn toàn không giống quan cảnh khi họ mới đến. Mô Cửu câu mày nhìn xuống dưới, chỉ thấy toàn bộ hòn đảo như vừa bị càn quét qua, ngổn ngang tiêu điều, cây đa trước kia lâm kiến nho dùng máu cứu sống cuối cùng cũng không tránh được mệnh độc tử, bị vô số tảng đá đè lên, thân cây gãy đôi, đến rễ cây cũng bị nhổ. Bên cạnh thân cây đổ là la liệt xác thú chết. Chuyện gì thế này? Mô cửu cả kinh, lục áp nhướng mày, khi ta đến đây, hồ tộc thanh khâu đang đánh nhau với ai đó, hắn sẽ không nhúng tay vào bất cứ phân tranh nào của lục giới huống hồ khi đó hắn đang vội đi cứu nàng không để ý lắm mồ cửu yên lặng nhớ đến mị âm nàng nghe được trước khi bị rơi xuống nước hóa ra là đánh nhau thảm khốc như vậy còn kinh động đến cả hộ tộc ở thanh khâu gió biển thôi qua nàng không khỏi đưa tay lên ông chặt nơi này là phương bắc chiều xuống vẫn có chút lạnh hơn nữa nàng vừa thoát ra khỏi hồ băng linh lực không đủ để hộ thể cầm lấy cái này lục áp bỗng nhiên cầm một viên đan châu ấm áp đặt vào tay nàng, nàng cúi đầu nhìn hóa ra đó là viên đan châu nàng lấy được từ trong miệng con yêu long lúc trước đây là huyết đan của xích diễm long có công dụng làm ấm cơ thể ngay cả khi rơi vào băng đặt nó trong miệng sẽ không còn cảm thấy lạnh nữa ngươi thật không có kiến thức lại cất nó vào ngực lục áp khinh thường liếc liếc nàng nếu không phải do hắn phát hiện ra khi thay quần áo cho nàng còn không biết nàng định cất nó đi đến khi nào chỉ là nghĩ đến chuyện hắn lấy được viên xích diễm đan này trong khi đang mò mò eo nàng hắn lại không nhìn được liếc nàng một cái sự chú ý của mộ cửu đã hoàn toàn đặt trên xích diễm đan nhắc tới cũng thần kỳ nàng vừa cầm lấy nó cả người liền trở nên ấm áp nhiệt khí tỏa ra từ đan điền tràn ra toàn thân nhanh chóng ngũ hành tuy rằng có tương sinh tương khắc nhưng nếu không sử dụng nó làm vũ khí xem ra sẽ không có gì ảnh hưởng xích diễm này lấy từ miệng rồng phun lửa con rồng đó lại sống bên cạnh hồ băng ta có chút ngạc nhiên nàng nói long tộc tuy không câu nệ thực lực nhưng có thể tu ra được huyết đan hẳn là thân phận cũng không quá thấp thông thường đều là vương tộc trực hệ thêm nữa thể trạng của yêu long không lớn tu vi cũng không cao nên khi nàng lấy xích diễm đan cũng không nghĩ rằng đây lại là huyết đan của nó con rồng đó có lai lịch hồ băng này bắt nguồn từ băng hồ yêu long chính là trần bình con riêng của băng hồ long vương và phượng hoàng lửa ngọc lĩnh sơn trần bình này có hỏa băng lưỡng tính thân thể gầy yêu còn mắt trong người trọng bệnh sau mỗi lần thi bạo chứng bệnh này liền nặng thêm một phần băng hồ long vương không muốn hắn chết vì thế 300 năm trước đã đưa hắn đến đây nuôi dưỡng lục áp nói tới đây lại liếc nhìn nàng một cái sau khi hơi ngừng lại liền gỡ miếng ngọc bội đeo bên hông xuống nhét vào tay nàng ngươi đeo miếng ngọc này lên người đi Mộ cửu mặc dù không biết dụng ý của hắn, nhưng nghĩ tới chuyện mình vừa mới ghế một con rồng lai lịch không nhỏ, sống lưng liền ứa mồ hôi lạnh, quản khỉ gió đây là ngọc gì, nàng vội vàng đeo miếng ngọc đó lên thắt lưng, buộc thật chặt.